chúng ta có thể nghe qua một. Chúng ta sẽ mở cái máy ra. Khi chúng ta mở máy ra thì hệ thống bắt đầu nó sẽ hú mạnh hơn, tại vì cái luồng gió nó không được điều phối, nó sẽ hú lên. Nhưng mà nếu mà chúng ta đậy nắp lại thì máy hoạt động rất là êm, không nghe một cái gì, chỉ nghe tiếng nhạc thôi. Và khi chúng ta mở cái nắp ra thì cái tiếng động cơ gầm rú lên. Đây là cái cạc quạt Pro để xử lý hình ảnh video. Phía bên cạnh là cái cạc âm thanh Pristine 5.1.